Xin chào quý vị các bạn, đây là chiếc máy bơm nước của Thiên Phong Phát, động cơ một pha, sử dụng động cơ sử dụng công suất đó là 1,1 kW, sử dụng ống xả và ống hút là 76, công suất nước ước tính trong một giờ được khoảng 40 khối. Sau đây em xin test cho quý vị các bạn thấy sức máy khỏe như nào. Chúng ta chỉ việc mồi nước vào cái ống xả này ạ. Rồi ạ, đã đầy rồi ạ. Bên giữa sườn có một cái công tắc on off. Chúng ta chỉ bật cái sờ một tẹo. Ôi dồi, máy không khỏe quá. Đây là chiếc máy công suất 1,1 kW, tương đương với 1,5 xích nữa. Chiếc máy rất khỏe đó. Chiếc máy này sử dụng động cơ một pha và motor được quấn 100% bằng dây đồng. Em xin test khoảng 2 phút cho quý vị thấy máy chạy giúp em ạ, không có rung động, khỏe. Chúng ta có thể lối ống mềm ở đây và kéo khoảng vài chục mét được, nhưng đối với là khoảng cách gần quá, nếu mà quý vị mà kéo lên cao quá là sẽ không đi được. Mọi thông tin chi tiết xin quý khách liên hệ số điện thoại dưới màn hình. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe.